Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh, chỉ tới bạch thân na xin được nhường lại mic cho sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời sít Nhật Huỳnh. Nam mô Bụt Thầy á, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không? Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con tri ân sư. Tự nhiên là nó không cho con nói. Dạ sa thú lành thai. Kính cảm ơn Huỳnh Bát Thanh á. Nam mô Bụt Thầy á, nam mô Tham Ma á, nam mô Sang Kha á. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính tri ân sư rất nhiều. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh lễ kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Nhật Huỳnh kính chào Vinh Quách Thanh Á, mến chào Sức Trần Đạo, mến chào Thanh Thủy, kính chào Cây Lá Dứa, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào cô Ái Minh, kính chào Đức Bạn, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, kính chào IQ Em Đó, kính chào Sức Sương Mai, kính chào Âu Sốc Linh, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Nắng Kiều, mến chào Trăng Thư, mến chào Cẩm Vân, mến chào Sức Tâm Phương, mến chào Sức Hoa Nguyệt và rất xa thú và mến chào Quang Ngang. Dạ hôm nay Quang chạy vào trung pháp cú rất là hoan hỷ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huỳnh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không Thanh Thủy? Nếu Thanh Thủy có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh cho Nhật Huỳnh xin một tín hiệu Thanh Thủy ơi. Vậy là Thanh Thủy treo áo đây rồi, không có thấy tâm hơi gì hết. Đau lắm mới thấy người đẹp vào đạo tràng sớm mà treo áo thôi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á. Chắc là vậy á. Dạ chuyên môn người. Dạ cảm ơn Hoàng rất là nhiều nha. Dạ hôm nay chạy vào room pháp cú rất là hoan hỷ. Dạ dạ cô tu nữ Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không ạ? Dạ cô tu nữ Tề Duyên có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không? Dạ cảm ơn cô. Nhật Huỳnh thấy lâu lắm Thanh Thủy mới vào đạo tràng. Tính mời Thanh Thủy thỉnh pháp sư nhưng mà Thanh Thủy ngủ rồi. Dạ bây giờ thì Nhật Huỳnh kính mời cô tu nữ Tây Duyên. Dạ thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức pháp tính giảng dạy bài học ngày hôm nay. Tại hiện tại Nhật Huỳnh nghĩ nha. Dạ không có thần thông nhưng mà nghĩ có lẽ là đại đức pháp tính chưa có mặt ở trước máy đâu, nên mời cô ạ. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ thú sa thú Thích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tu Tăng, kính lễ Thủ Phẩm Minh Hạnh để Đức Pháp Tính, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Và bây giờ tự nhiên xin thay mặt đạo tràng để cung thỉnh Pháp Sư. Đạo tràng có nghe âm thanh rõ không? Dạ, tại vì bên chánh điện cũng có người đang lễ bái tam bảo. Nam mô ra tu tham ma tham bút đà sa nam mô ta sa pha ga wa tu ra tu tham ma tham bút đà sa nam mô ta sa pha ga wa tu ra tu tham ma tham bút đà sa e quan pha Bhāti Brahmā Bhāgavān Tăng Ajācātha Tung Hi Phā Quyết Nā Tăng Bút Thô Kā Dūn Nhi Nā Thi Vā Sā Yā Tăng Hà Út Tha Dạ Ba Đề Na Mì Gà Đà Văn Ta Tô Gà Tô Bành Cha Hoạt Gia Đà Vô Nây Dê A Măng Ba Dê Si Thầm Ma Tô Ta to ba phu ti sam bu to anu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de se si sa ta nang at tha sin tha kang Na sa thu yo phạn thế đề se tu tham ma đề sa năng sập ba di tha ba ri sa ya anu cam bằng bi ca ta quê chúng sanh tất bốn hàng như sẽ nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đắng nhờ ánh sáng trải hoa lành rạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vân năm mùi khấn khoan Phật nhận lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đại giải nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang biết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích mòn lâu năm cả tam thừa ân phổ cập đám mưa lành
ơi khắp thế gian thơ tích rõ ràng, thân ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu tri tri vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, tự nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, kính nhân mất đến đại đức. Sa thú lần thầy. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật đạo tràng Pháp Cú Kinh chúng ta tiếp tục học về đề tài vi pháp sơ cấp. Ở trong cái những ngày qua chúng ta đang học về tập lộ yếu hiệp, ở trong cái tới cái phần thập nhị chi đạo. Thập nhị chi đạo, 12 chi đạo đó thì chúng ta đã học gần hết rồi. Chỉ còn một cái chi tà kiến thôi. Và chúng ta sẽ tóm lại ở trong phần thập nhị chi đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học cho hết phần này. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua cái phần 22 quyền. Vậy thì không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ lễ bái tam bảo tóm tắt, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào bài học. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassanatthang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính thưa quý vị, ở trong cái vừa qua chúng ta học về 12 chi đạo hay là thập nhị chi đạo thì chúng ta đã hoàn thành hết rồi, có nghĩa là từ chánh kiến, chánh tư duy, tà tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có một cái là tín thôi. Vậy thì ở trong cái chánh kiến là mình chánh kiến, mình hiểu đúng, mà hiểu đúng về cái gì? Hiểu đúng về nghiệp, về nhân quả, nghiệp báo, hoặc là chúng ta có chánh kiến trong thiền định, chánh kiến trong thiền quán, chánh kiến trong tâm đạo, chánh kiến ở trong tâm quả, rồi cái trí, trí phản kháng. Đó, những khi nào mà mình thành tựu như vậy thì được gọi là có chánh kiến. Vậy thì như thế nào mà được gọi là tà kiến quý vị? Vậy thì đối với chánh kiến là thấy đúng, hiểu đúng, thấy rõ, hiểu rõ. Vậy thì tà kiến thì nó sẽ ngược lại. Thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều khi ở trong cái phần tà kiến là dùng cái chữ là Đít thí quyết banh la xá. Đít thí quyết banh la xá có nghĩa là
đảo ngược, đảo ngược lại. Vậy thì ở đây á, khi nào mà chúng ta cái gì nó thuộc về chân lý á, mà chúng ta cho rằng là không phải là chân lý, cái gì mà nó có cốt lõi á, mà chúng ta là cho nó không có cốt lõi, thì như vậy á, thì được gọi là tà kiến đó. Vậy thì nói chung, nói chung lại là đối với tà kiến á, là những gì mà vô thường mình thấy là thường, những gì khổ mà mình thấy là lạc, những cái gì vô ngã mà mình thấy là có ngã, những gì mà bất tịnh mà mình cho là tịnh, thì như vậy được gọi là tà kiến. Rồi, vậy thì ở trong chúng tôi lược lại, tại sao mà gọi là thị chi đạo? Tại vì ở trong cái phần này chúng ta gom lại có 8 chi, có, dạ xin lỗi, có 12 chi phần, có 12 chi phần. Chánh kiến, chi pháp là sở hữu trí tuệ. Rồi, vậy thì tà kiến là sở hữu tà kiến. Quý vị ghi ra giùm chúng tôi đi, để cho chúng ta điếm đủ, chúng ta điếm đủ 12 chi đạo, rồi chúng ta sẽ qua cái bài khác. Chánh kiến, chi pháp là sở hữu trí tuệ. Tà kiến, chi pháp, sở hữu tà kiến. Nhà có vị nào rảnh tay ở trước máy thì quý vị ghi giùm. Chánh kiến, chi pháp, sở hữu trí tuệ. Tà kiến, chi pháp, sở hữu tà kiến. Dạ, đúng rồi. Rồi, vậy thì chánh tư duy là cái gì quý vị? Chánh tư duy là sở hữu tầm. Chánh tư duy là sở hữu tầm. Rồi, sở hữu tâm mà ở trong những tâm tịnh hảo, trong những tâm tịnh hảo, ở trong những tâm tịnh hảo. Rồi, vậy thì tà tư duy thì cũng là sở hữu tâm luôn. Mà sanh ở trong những tâm bất thiện. Nó sanh ở trong những tâm bất thiện. Dạ, rồi. Rồi, chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. Chánh ngữ chi pháp là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp, chi pháp, sở hữu là chánh nghiệp. Chánh mạng, chi pháp là sở hữu chánh mạng. Đó, vậy thì tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, chi pháp nó nằm đâu? Chi pháp nó nằm đâu quý vị? Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Rồi ghi chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ đi. Chánh nghiệp sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng sở hữu chánh mạng. Di pháp đó, chánh ngữ sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng, chi pháp sở hữu chánh mạng. Rồi, vậy thì tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, chi pháp nằm ở đâu? Chi pháp nó nằm đâu? Nó không có chi pháp. Đối với tà ngữ á, như tà nghiệp á, như tà mạng đó, là nó không có chi pháp nha quý vị. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta không có chánh ngữ là lúc đó là chúng ta là tà ngữ. Khi nào mà chúng ta không có chánh nghiệp thì lúc đó, đó là chúng ta là tà nghiệp. Khi nào mà chúng ta không có chánh mạng thì lúc đó là chúng ta là tà mạng.
nó tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, không có chi pháp. Hãy khi nào mà chúng ta không có chánh ngữ là lúc đó chúng ta tà ngữ. Khi nào mà chúng ta không có chánh nghiệp là lúc đó chúng ta tà nghiệp. Khi nào mà chúng ta không có chánh mạng là lúc đó chúng ta tà mạng. Đó, thành ra đó, đó quý vị phải nhớ cái chỗ này. Để không thôi mai mốt quý vị lên trên bản niêu á, mà mình chia pháp ra đó, thì mình không biết bây giờ á, cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng nó nằm chỗ nào. Đó, nó nằm chỗ nào, nó không có chi pháp. Hồi lúc đó, hồi lúc đó chúng tôi nghe hai vị sư, có hai vị sư cãi nhau cái vụ này, coi như là cãi chánh ngữ, kiến, sở hữu trí tuệ, rồi chánh tư duy, sở hữu tâm đó, rồi rồi chánh ngữ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, rồi lát đến chừng mà bát chánh á, thì có chi pháp. Bát tà hai vị không có bắt được chi pháp, quý vị, hai vị không có bắt được chi pháp. Thì lúc đó mới lên hỏi ngài hòa thượng, ngài hòa thượng ân sư chúng tôi á, là hòa thượng Nhất Chánh á, hòa thượng nói là coi như là lúc nào mình không có chánh ngữ thì mình lúc đó mình tà ngữ thôi. Lúc nào mà mình không có chánh nghiệp thì lúc đó mình tà nghiệp thôi. Khi nào mà mình không có chánh mạng thì lúc đó mình tà mạng thôi. Đó. Rồi. Bây giờ đến đến chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm. Thì khi nào mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ bắt chi pháp là sở hữu niệm. Sở hữu niệm. Đó. Cái ngay chỗ này á, đừng có ai mà nói á, cái tà niệm á, là sở hữu niệm sanh ở trong những cái tâm bất thiện nha. Cái điều đó không có. Tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả. Đó là chúng ta nhớ là ở trong tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành. Thành ra lúc đó, đó, lúc nào mà chúng ta không có chánh niệm thì lúc đó chúng ta là tà niệm. Không có chánh niệm thì lúc đó là mình là tà niệm thôi. Thành ra có nhiều người là bắt cái sở hữu niệm ở trong tâm bất thiện là không phải. Không phải nha quý vị. Dù cho lúc đó mình có chăm chú mình làm cái chuyện gì bằng cái tâm bất thiện thì nó là bắt những cái chi pháp khác. Bắt những chi pháp khác chứ không phải là mình lấy cái sở hữu niệm mà ở trong cái tâm bất thiện. Đó. Rồi, chánh định, dạ xin lỗi, chánh tinh tấn, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, chi pháp là sở hữu cần. Sở hữu cần ở trong những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm tịnh hảo thì được gọi là chánh tinh tấn. Còn sở hữu cần, sở hữu cần mà sanh ở trong tâm bất thiện thì gọi là tà tinh tấn. Gọi là tà tinh tấn. Sở hữu cần sanh ở trong tâm bất thiện thì lúc đó là tà tinh tấn. Rồi, sở hữu định ekakata xúc thọ tưởng tư định. Sở hữu định ekakata, nếu mà sanh ở trong tâm tịnh hảo thì mình gọi là chánh định. Chánh định là sở hữu cần, dạ xin lỗi, sở hữu định sanh ở trong những cái tâm tịnh hảo đó. Còn sở hữu định hoặc là tâm sở định mà sanh ở trong tâm bất thiện, tà định là tà định. Rồi, vậy thì quý vị đếm coi đủ chưa? Đủ 12 chưa? Nhà đủ 12 chưa? Dư luôn rồi đó. Dư luôn rồi đó. Nhà dư luôn rồi đó nha. Rồi, vậy thập nhị chi đạo này là chúng ta, thập nhị chi đạo này là chúng ta biết rồi ha quý vị. Thập nhị chi đạo này là coi như là
Rồi, vậy là chúng ta đã biết được thập nhị chi đạo rồi ha. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần thập nhị chi đạo rồi quý vị. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ qua cái bài mới thập nhị nhị quyền hoặc là 22 quyền in the giác. Rồi vị nào ghi cái từ lên đi, thập nhị nhị quyền hoặc là 22 quyền in the giác nha. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta tập trung vô, chúng ta học bài mới ở trong nhà. Ở trong 22 quyền này đó thì chúng ta thấy nó rất là dài, nhưng mà thật sự ra đó là chúng ta đều đã từng biết rồi, mình đã từng biết những cái điều này rồi quý vị. Vậy thì Indriya đó, cái quyền ở đây là cái gì? Có nghĩa là sự cai quản, cái sự cai quản, cũng như mình nói rằng là mình có quyền ở nơi đây, tôi có quyền ở nơi đây. Đó thì con mắt á, nó có quyền được thấy, gọi là nhãn, hoặc là lỗ tai mình có quyền được nghe. Bây giờ kêu mình cắm nghe xong mình cắm được, bây giờ cái quạt máy nó quay ào nè, nó quay ầm ầm nè. Đó thì bây giờ thì cái lỗ tai mình có lỗ tai đây, nó phải nghe thôi. Đó, thành ra cái chữ quyền ở đây đó, chữ quyền này là cái quyền hành đó, cái sự cai quản đó, gọi là quyền thôi. Đó, chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản, là chữ quyền có nghĩa là cai quản hoặc là quyền hành. Quyền hành được thấy, quyền hành được nghe. Đó, chứ không có cái gì mà để mà cho chúng ta khó hiểu hết. Vậy thì ở trong cái 22 quyền này đó, được khởi đầu là nhãn quyền, được khởi đầu là nhãn quyền. Nhãn quyền có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là một cái tinh chất của tứ đại nằm ở trong con mắt của chúng ta, nó sẽ cắn các danh pháp nào mà trú ở trong con mắt của chúng ta, những cái gì mà nó bị tóm thâu vô đó. Đó có nghĩa là nó có quyền được thấy đó quý vị, nó có quyền được thấy thôi. Đó, thành ra như vậy đó, gọi là nhãn quyền, gọi là nhãn quyền. Vậy thì chi pháp của nhãn quyền là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn. 22 quyền đó thì khởi đầu là nhãn quyền. Chi pháp quý vị chỉ cần ghi là nhãn quyền. Chi pháp là sắc thần kinh nhãn. Đó, sắc thần kinh nhãn. Nhĩ quyền sô tinh đời lý giác, nhĩ quyền là tinh chất của tứ đại, nó nằm ở trong lỗ tai, nó nằm ở trong cái lỗ tai của chúng ta. Đó, nó cũng cai quản danh pháp đồng sanh, nó cai quản danh pháp đồng sanh trú ở trong lỗ tai. Nó chỉ làm cái phận sự duy nhất của nó là nghe thôi, còn cái anh hồi nãy là phận sự duy nhất là anh thấy thôi. Đó vậy thì nhĩ quyền chi pháp là sắc thần kinh nhĩ. Sắc thần kinh nhĩ. Rồi, dễ không quý vị? Dễ không? Không khó không? Nghe nói 22 quyền mình nghe thấy ớn, mình không biết cái gì nằm trong đó mà được gọi là 22 quyền lận. Mình nghe mình thấy ớn, nhưng mà mình thấy là mình cứ mắc tai mũi lưỡi đó. Đó. Rồi,
tỷ quyền cũng là cái tinh chất của tứ đại, mà nó nằm ở trong cái lỗ mũi của mình, nó cai quản danh pháp đồng sanh trú ở trong cái lỗ mũi của mình. Nó chỉ là một cái phận sự duy nhất là ngửi mà thôi, ngửi thôi. Vậy thì tỷ quyền chi pháp là sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh tỷ quyền. Thật sự ra đó thì chúng ta phải học, chúng ta học để cho chúng ta biết hết được tại sao mình gọi là 22 quyền. Đó, chúng ta phải học cái việc. Rồi, thứ tư là thiệt quyền. Chi và hình đờ rí giá, chi và hình đờ rí giá. Có nghĩa là cái tinh chất tứ đại nằm ở trong cái lưỡi, nằm ở trên cái lưỡi của mình đó, cai quản các danh pháp nó đồng sanh trú ở trong lưỡi đó. Đó, vậy thì là nó chỉ làm phận sự duy nhất là nếm mà thôi. Đó, do đó nó được gọi là quyền đó. Chứ không có cái chỗ nào mà để mà nếm vị hết đó. Chỉ có ngay chỗ đó thôi, thành ra mình mới gọi nó là quyền, là cái chỗ đó. Rồi, chi pháp là sắc thần kinh thiệt. Rồi, đến mình nhớ đánh dấu nha, số 5 nha. Thân quyền cũng là tinh chất của tứ đại nằm ở trong thân, nó cai quản những cái danh pháp đồng sanh trú ở trong thân, chỉ là một cái phận sự duy nhất là đụng chạm, xúc chạm mà thôi. Đó, vậy thì chi pháp là sắc thần kinh thân. Tuy rằng chúng ta ở những cái bài này nó thuộc về chi pháp không, nhưng mà quý vị cũng phải ráng học để mai mốt mình không có biết. Rồi số 6, mình có 22 quyền, mình học tới cái số này số 6 rồi. Số 6 là nữ quyền, ít thinh đời lý giá. Có nghĩa là cái loại sắc pháp mà nó có cái chức năng duy nhất là phô bày cái nữ tướng, cái thái độ của nữ, nó phô bày cái nữ tướng. Trời ơi, nữ tướng là cái tướng người nữ nha quý vị, chứ quý vị đừng có tưởng là nữ tướng là một cái vị dũng tướng đâu nha. Nữ tướng có nghĩa cái tướng của người nữ đó, cái tướng của người nữ nha. Nữ quyền có nghĩa là cái loại sắc pháp đó nó phô bày cái tướng của người nữ, tay chân thon hay là những cái gì đó để mà mình nhìn vô, mình phân biệt, mình biết cái người đó là người nữ đó, thì như vậy đó gọi là nó phô bày cái tướng nữ hoặc là cái nữ tướng. Trời, mấy này cũng khó ha quý vị. Nữ tướng là mình cứ tưởng là nhà mình cứ tướng người nữ đi. chứ tướng nữ nhiều khi quý vị cũng không biết tướng nữ là gì ha. Nữ tướng là mình cũng hiểu lộn nữa. Tướng của người nữ đi. Tướng của người nữ mình, cái chữ người mình để trong dấu hoặc đi cho nó chắc ăn đi, nó chắc ăn. Rồi cái thái độ nha, cái thái độ thì quý vị thấy rằng á, cái thái độ của cái người nữ người ta có những cái thái độ nó hơi nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là
nó cũng như là có cái sự mạnh dạn giống như là đàn ông đó. Rồi cái đó gọi là, bởi vì ở trong mấy cái bộ vi diệu pháp á, là nói rằng là sắc nào của nữ là nữ căn, tướng nữ, nết nữ, thái độ nữ, tánh hạnh nữ, trạng thái nữ, như vậy gọi là nữ quyền. Như vậy gọi là nữ quyền. Vậy thì chi pháp của nữ quyền là sắc tính nữ. Chi pháp của nữ quyền là sắc tính nữ. Chi pháp của đó, chi pháp của nữ quyền là sắc tính nữ. Thứ bảy là nam quyền. Thứ bảy là nam quyền. Burisin de Vija. Thứ bảy là nam quyền. Nam quyền có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái loại sắc pháp đó nó có một cái chức năng duy nhất là phô bày tướng nam, thái độ nam. Đó. Như ở trong kinh cũng được, ở trong tạng vi diệu pháp cũng được định nghĩa là sắc nào của người nam là nam căn, tướng nam, nết nam, thái độ nam, tánh hạnh nam, trạng thái nam. Đây gọi là nam quyền. Như vậy gọi là nam quyền. Đó. Chi pháp của nam quyền là sắc tính nam. Sắc tính nam. Sắc tính nam. Rồi, xà thú lành thai. Rồi đến số 8 mạng quyền. Số 8 là mạng quyền. Mạng quyền ở đây có nghĩa là duy trì được cái đời sống, duy trì được cái đời sống của sắc pháp và của danh pháp. Mấy người giới tính thứ ba, giới tính thứ ba người mình có 27 sắc pháp, mình có 27 sắc pháp, người đó chắc 28 sắc quá. Người đó chắc 28 sắc quá. Nếu mà mình người nam á, thì mình 27 sắc pháp, mình trừ đi sắc nữ tính. Thế mà mình người nữ á, thì mình cũng lấy 27 sắc pháp, mình trừ ra sắc nam tính. Còn người thứ ba thì mình không biết làm sao. Đó, mạng quyền. Mạng quyền có nghĩa là duy trì được đời sống của sắc pháp và danh pháp. Như vậy á, gọi là mạng quyền. Cũng như là các ngài, thí dụ như là mạng quyền cũng giống như là nước mà nó nuôi dưỡng bông hoa đó. Thì cái nước đó, đó thì gọi là nó giống như là mạng quyền đó. Đó. Vậy thì mạng quyền ở đây á, cái chi pháp của chúng ta đó là có hai: sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Sắc mạng quyền, danh mạng quyền. Rồi đến thứ chín là lạc quyền. Lạc quyền. Lạc quyền có nghĩa là cái trạng thái lạc quyền ở đây á, là chúng ta thấy rằng là
À, xin lỗi, xin lỗi. Chờ chúng tôi chút xíu. Alo. À, xin đang giảng bài. Chính là lạc quyền. Quyền á, có một ý mà nó làm được cái cảm giác sảng khoái, dễ chịu của thân, lạc quyền. Lạc quyền có nghĩa là cai quản, kiểm soát các cái pháp nó đồng sanh để cùng chung làm một cái việc mà nó hưởng thụ những cái cảm giác sảng khoái hoặc là dễ chịu của thân đó. Như vậy á, gọi là lạc quyền. Vậy thì chi pháp của lạc quyền á, chi pháp quyền là tâm sở thọ hoặc là sở hữu thọ. Nhưng mà chúng ta cũng phải mở ngoặc ở đây, sở hữu thọ đó, mở ngoặc ra ghi chữ lạc. Đó lạc này, vậy thì nó sanh ở trong đâu quý vị? Nó sanh ở trong đâu? Tâm thân thức thọ lạc. Vậy thì chi pháp là sở hữu thọ rồi mở hoặc cái lạc nha, mở hoặc đóng hoặc cái chữ lạc đó để cho chúng ta biết được lạc quyền. Rồi đến số 10 là khổ quyền, đúc kinh đề lý giá khổ quyền. Khổ quyền có nghĩa là cái khổ quyền này nè, nó sẽ cai quản, nó kiểm soát những cái pháp nào mà nó đồng sanh, mà nó làm chung một cái việc mà làm cho thân mình đau đớn là khổ quyền. Nó như vậy gọi nó là khổ quyền. Nó khổ quyền là gì? Là cai quản kiểm soát những cái pháp nào nó đồng sanh, nó cùng chung làm một cái việc, nó đón nhận cái sự đau đớn của thân, thì như vậy khổ quyền, gọi là khổ quyền. Đó, vậy thì cái gì là khổ quý vị? Bất an thuộc về thân nè, giờ thân này ngứa, nó khó chịu nè, đó, nó đau đớn nè, như vậy á, gọi là khổ quyền. Vậy thì chi pháp của khổ quyền cũng là sở hữu thọ. Rồi mở cái dấu hoặc, đánh cái chữ khổ vô. Lạc và khổ này nó cũng thuộc về thân nha. Mười rồi. Nghe nói 22 quyền, mình thấy tưởng mình khó học quyền, nhưng mà nó lược lại chi pháp mà mình đã học qua không nào. Lược lại chi pháp mình đã học qua thôi. Rồi đến số 11, hỷ quyền. Hỷ này là Sô-ma-nát-xá đó, chúng ta là có nghĩa là Sô-ma-nát-xin-đời-lý-giá. Coi chừng mình lộn với bi tí, không phải nha. Đừng có lộn với bi tí với lạc nha. Hỷ quyền có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái trạng thái vui thích thú, hân hoan của tâm. Sô-ma-nát-xin-đời-lý-giá, giỏi quá.
Này Phật tử Nhật Quỳnh giỏi quá, đúng là Somanasin Dariya. Rồi à, rồi hỷ quyền này có nghĩa là cái trạng thái vui thích, thích thú hân hoan của tâm đó. Cái này là coi chừng chúng ta coi chừng ha, coi chừng chúng ta ở đây chúng ta phải biết gì nè, cái lạc với cái hỷ, cái lạc với cái somanassa này là nó là như thế nào, là nó như là như thế nào quý vị. Thì các ngài thí dụ một cái người mà người ta đang đi ở trong cái trời nắng trời nóng, trời nắng trời nóng khó chịu của cái thân mình đó, đó rồi cái mình biết tin hoặc là mình thấy xa xa có cái hồ nước mát ha, đó cái hồ nước nó mát, thì lúc đó cái tâm của mình nó quan hỷ nó vui thích, thân tâm của mình nó quan hỷ nó vui thích. Rồi đó cũng như bây giờ, ví dụ như quý vị cũng như bây giờ chúng tôi giảng rồi mình thấy là bây giờ cái điệu bộ của ai đang làm một cái ly nước gì đó, ly nước siro chanh ha, mật ong chanh gì đó, là mình thấy cái bộ dạng người ta đang làm mình biết chắc là làm cho mình thấy mình nói nghe khô cổ quá đó, là ở đây là cái tâm mình nó vui thích, cái tâm mình nó quan hỷ rồi đó. Thì như vậy á, cái đó đó mới gọi là somanassa, somanassa. Rồi khi mà chúng ta mà tắm rửa mát mẻ hoặc là chúng ta uống cái nước đó nó đã rồi đó, thì như vậy á, thì mới gọi là thọ lạc, mới gọi là thọ lạc nhớ vị. Vậy thì mình chỉ ví dụ như mình đang khô cổ hoặc là nóng nực mà mình thấy có nước mát, nước uống, nước tắm gì đó, thì cái tâm mình nó hoan hỷ, thì đó gọi là cái trạng thái của somanassa. Somanassa đó. Rồi vậy thì mình đã hiểu cái hỷ này là như vậy, somanassa là như vậy rồi. Vậy thì hỷ quyền này là cai quản, cái quyền của nó cai quản kiểm soát các pháp đồng sanh, cùng đón nhận sự thích thú, sự hài lòng của tâm đó. Vậy thì chi pháp là tâm sở thọ hay là sở hữu thọ, mở cái hoạt gắn cái chữ hỷ vô, mở cái hoạt mình gắn cái chữ hỷ vô. Dạ đúng rồi. Rồi kế tiếp là u quyền 12 hả? 12. U quyền á có nghĩa là khó chịu, đô manasa, khó chịu. U có nghĩa là cái trạng thái nó không hân hoan, không hài lòng, khó chịu của tâm. Đó, u là như vậy đó. Đó, vậy thì u quyền có nghĩa là gì? U quyền này á là nó cai quản, nó kiểm soát những cái pháp nào, những cái gì mà nó sanh khởi ra, mà để mà nó đón nhận, cái trạng thái buồn chán, không hài lòng, bất mãn, khó chịu đó, thì mình gọi nó là u quyền đó, mình gọi nó là u quyền. Vậy thì chi pháp là sở hữu thọ, mở hoặc u quyền. Dạ đúng rồi. Rồi 13 là xả quyền. Xả ở đây á, ubekha ghép vô indriya thành ubekhin đời trí giá. Xả ở đây có nghĩa là thản nhiên hay là quân bình tâm đối với cảnh, quân bình
tâm đối với cảnh. Mình gặp cảnh mình không có dính mắc, mà mình cũng không có bị khó khăn khó chịu, thì như vậy gọi là xả quyền, gọi là xả quyền. Vậy thì quyền này đó có nghĩa nó cai quản, nó kiểm soát, nó tập trung, nó kiểm soát những cái pháp nào đồng sanh để mà làm chung cái công việc mà mình sanh lên cái thọ xả đó, sanh lên cái trạng thái của thọ xả đó, thì cái đó gọi là xả quyền. Xả quyền vậy ở đây xả quyền có chi pháp là sở hữu thọ, mở hoạt là thọ xả. Đó, bây giờ quý vị học được 12 quyền rồi. 12 quyền là mình nhớ không? Mình nhớ không? Trong cái sở hữu thọ này có mình đang học có 5 cái loại thọ. Mình đang học. Ủa, xả quyền là mười mấy? Xả quyền là 13 hả? 13 quyền, đâu mình kiểm soát lại coi. Năm cái thọ lạc, khổ, hỷ, u, xả là 5 cái thọ rồi. Rồi với cái gì nữa? Cái gì nữa quý vị? 5 cái thọ đó rồi với gì nữa? Hai cái tính, hai cái sắc tính. Nam với nữ phải không? Nam với nữ phải không quý vị? Nam với nữ phải không? Đúng rồi. Nam với nữ rồi. Với cái gì nữa? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ủa? Vậy là mới có 12 hả? Mới có 12 hả? Không lẽ mình đánh dấu lộn hả? Phải không quý vị? Mạng quyền, dạ đúng rồi, xa thú, mạng quyền trong đó nó hai chi pháp ha, dạ xa thú. Chúng tôi cũng hơi lòng cận với mấy này, rồi, đó, nhưng mà nhờ vậy quý vị nhớ, nhờ như vậy đó mà quý vị nhớ, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân, rồi mạng quyền, là sáu. Mạng quyền là 6, hai cái tính, nữ quyền, nam quyền nữa là 8, 8 như 5 cái thọ này nữa là 13, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Quý vị cũng phải ráng nhớ nha. Để mai mốt 22 quyền cái bắt đầu lâu lâu mình quay lại, cần lúc mà cần mình quay lại mình không biết trong đó nó có cái gì trong đó nha. Rồi, kế tiếp nữa chúng ta học về ý quyền đi. Ý quyền, mano, maná. Maná, maninda, á gặp ý thì nó mất đi chữ á, nó trở thành maninda, ý quyền có nghĩa là cái chỗ này nó cai quản, nó kiểm soát các pháp đồng sanh, làm chung một cái công việc là biết cảnh, biết cảnh. Rồi, chi pháp của ý quyền quá dễ, tất cả tâm. Ý quyền có nghĩa là nó cai quản, nó kiểm soát các pháp nào, những cái tâm sở, những cái gì đó mà đồng sanh ở trong đó đó. Nó làm chung một cái công việc mà biết cảnh, thành ra gọi nó là ý quyền. Vậy thì ý quyền ở đây có nghĩa là tất cả tâm, tất cả tâm, chi pháp đó. Chi pháp của ý quyền là tất cả tâm, đúng rồi. Rồi ý quyền, bây giờ đến tính quyền. Tính quyền, sát thiên đờ rí giá, tính quyền, sát thiên đờ rí giá. Bài này hôm nay nó cũng hơi khô ha quý vị ơi. Rồi tính có nghĩa là mình có niềm tin trong sạch với đối tượng. Tính có nghĩa là mình có niềm tin trong sạch với đối tượng,
Đó. Vậy thì tính quyền có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cai quản những cái pháp đồng sanh cùng chung, mà là tin tưởng mãnh liệt, mà tin tưởng mãnh liệt, tin tưởng mãnh liệt nơi Tam Bảo, mà tin tưởng mãnh liệt nơi Tam Bảo. Đó, vậy thì gọi là tín quyền, gọi là tín quyền. Tại sao mà nói về mà tín quyền là nó nằm ngay chỗ cái niềm tin về Tam Bảo quý vị. Khi mà mình nói mà mình phát sanh mà cái tín quyền này đó, là mình có cái tín quyền ở trong tâm này đó, là chỉ có là mình khi mà mình có niềm tin, là niềm tin với Tam Bảo, mà mình có niềm tin với Tam Bảo thì mới gọi là cái tín quyền. Đó, cái này là nó giống gần gần như là một cái bậc mà bậc dự lưu rồi đó, là bậc dự lưu rồi đó. Nó gần gần nha quý vị, nó gần gần giống như là một cái bậc đó rồi đó. Đó, tín quyền. Vậy thì chi pháp của tín quyền là chi pháp của tín quyền là sở hữu tính và xa thủ lành thai. Tính này nó không ở trong tâm bất thiện. Vậy thì mấy người mà người ta có cái sự mê tín á quý vị, mê tín á thì có phải là sở hữu tính này nó sanh ở trong tâm bất thiện không? Mấy người mà tin sai được đó, tin sai nữa, tin sai hoặc là mê tín á, vậy có phải là sở hữu tính này ở trong sanh ở trong tâm bất thiện không? Ví dụ như những người nào mà người ta đi đi coi bói nè, coi bói hoặc là người ta tin về một cái chuyện gì mà nó không đúng nhân quả rồi đó, nó không có trong tâm bất thiện nha, sở hữu tài kiến nha, đúng rồi, chứ đừng có lấy sở hữu tính sanh ở trong tâm bất thiện là không có đúng đó. Rồi đó, chi pháp của tín quyền là sở hữu tính. Thôi bây giờ mình học tới đây ha, tới đây thôi, để từ sau mình học nữa đi, học tới đây thôi, để hôm nay cái bài nó hơi khô hả quý vị, nghe hơi khô thôi, cũng phải ráng học. Dạ thôi vậy chúng tôi kết thúc cái buổi giảng hôm nay tới đây thôi, đến tín quyền. Và lần sau quý vị nhớ nhắc chúng tôi ha, tín quyền cái ngay cũng ngay cái tên của chúng tôi luôn, cũng nhớ rồi. Và cảm ơn quý vị rất nhiều, dù gì cũng là một cái phần phước báo, do đó chúng con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong những ngày quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càng các bà nã quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phúc mặt phúc mai, chư thiên chúa diêm dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp và trong hiện tại này, mong các ngài được an lạc, an vui, tấn hóa. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ chúng con kính tri ân đại đức, và dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Tu sắp mang lang rakan tu sắp ede vata sắp buddha nu pha we ne sada sati ko wan tu te vata mang lang rakan tu sắp ede vata sắp hamma nu pha we ne sada sati ko wan tu te vata sắp mang lang rakan tu sắp ede vata sắp sangha nu